Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với Vlog bóng đá. Trước khi bắt đầu với những thông tin bóng đá mới nhất có trong 24 giờ qua, các bạn vui lòng bấm đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất, nhanh nhất và nóng hổi nhất mỗi ngày. Còn bây giờ sẽ là phần điểm tin chính có trong ngày hôm nay. Huấn luyện viên Park Hang-seo lọt top huấn luyện viên xuất sắc nhất châu lục. AFC tuần lại những bí mật của huấn luyện viên Park Hang-seo tại World Cup 2002. Quang Hải chính thức xác nhận không về dự AFF Cup cùng đội tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên Park Hang-seo là top huấn luyện viên xuất sắc nhất châu lục. Báo thể thao hàng đầu Thái Lan CM Sport đánh giá huấn luyện viên Park Hang-seo là một trong hai nhà cầm quân xuất sắc nhất mọi thời đại của bóng đá Đông Nam Á. Huấn luyện viên Park Hang-seo không chỉ là một phần lịch sử bóng đá Việt Nam mà có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của môn thể thao vua ở khu vực Đông Nam Á. Chiến lược gia người Hàn Quốc tạo được dấu ấn đậm nét trong khoảng thời gian dẫn Việt Nam, góp phần giúp bóng đá Đông Nam Á có tiếng nói ở sân chơi quốc tế. Sau AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ chia tay đội tuyển Việt Nam. Đối với các phương tiện truyền thông Đông Nam Á, đây là sự kiện quan trọng có ảnh hưởng lớn đến tương lai bóng đá khu vực. Mới đây, tờ CM Sport của Thái Lan xếp thẻ Park cùng với Peter Witter là những huấn luyện viên ngoại vĩ đại nhất lịch sử Đông Nam Á. Peter Witter làm việc với Thái Lan trong giai đoạn 1998-2003, giúp vô chiến giành chức vô địch Đông Nam Á 2000 và 2002. Trước khi vô địch AFF Cup, nhà cầm quân người thành phố cảng Liverpool Anh còn đưa Thái Lan đến với huy chương vàng SEA Games 1999. Nếu Peter Witter là người khủng của Thái Lan thì Park Hang-seo tạo nên cuộc cách mạng cho bóng đá Việt Nam. Cùng với Peter Witter, một huấn luyện viên ngoại khác thành công khi dẫn dắt đội tuyển Đông Nam Á là Park Hang-seo, CM Sport bình luận. Tờ báo viết, chiến lược gia người Hàn Quốc đã mang đến những thành công cụ thể cho Việt Nam, đặc biệt là nâng đội lên hạng B châu Á. Thẻ Park giúp đội tuyển Việt Nam lọt vào giai đoạn 3 vòng loại World Cup khu vực châu Á, cũng như dẫn đội vào đến tứ kết Asian Cup. Một bước ngoặt quan trọng khác của huấn luyện viên Park Hang-seo là đưa U23 Việt Nam vào bán kết giải U23 châu Á năm 2018. CM Sport đánh giá Peter Witter và Park Hang-seo mở ra những thời đại cho riêng mình ở Đông Nam Á. Họ là hai huấn luyện viên nước ngoài thành công nhất mọi thời đại khi đảm nhận cương vị quản lý của các đội tuyển ASEAN. Trong mỗi thời đại của hai người có rất nhiều ngôi sao nổi tiếng trong nước. Đồng thời, cả hai thành công trong việc xây dựng niềm tin với người hâm mộ bóng đá, biến đội tuyển của mình thành những cơn sốt bất tận. Thành công ấy trở thành nguồn cảm hứng cho người hâm mộ, giúp giới trẻ nhảy vào bóng đá để theo bước những ngôi sao mà họ thần tượng. Đó thực sự là thời kỳ hoàng kim của bóng đá Thái Lan và Việt Nam. Thái Lan hiện vẫn đang tái thiết cùng huấn luyện viên Manu Poking. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam chuẩn bị mở ra giai đoạn mới khi Thầy Park rời đi. AFC thuật lại những bí mật của huấn luyện viên Park Hang-seo tại World Cup 2002. Trong một bài viết mới đây, AFC đã có bài viết thuật lại những chia sẻ của huấn luyện viên Park Hang-seo về kỳ World Cup 2002 cùng với đội tuyển Hàn Quốc. Trang chủ Liên đoàn bóng đá châu Á AFC đã tái hiện lại cuộc phỏng vấn với huấn luyện viên Park Hang-seo hồi tháng 6 năm 2020. Khi đó, chiến lược gia người Hàn Quốc đã kể lại những kỷ niệm đáng nhớ và nhiều bí mật của đội bóng xứ sở Kim Chi trên hành trình đến với bán kết World Cup 2002. Thật không dễ dàng để chọn ra một kỷ niệm đặc biệt từ FIFA World Cup 2002 vì bản thân giải đấu đó là một trải nghiệm rất đặc biệt trong sự nghiệp huấn luyện của tôi. Đó không chỉ là một khoảnh khắc quan trọng mà còn là một khoảnh khắc hạnh phúc. Khi tôi nghĩ về kỳ World Cup đó, tôi vẫn còn xúc động và hạnh phúc về trải nghiệm đó. Nhìn chung, nó có ý nghĩa đặc biệt đối với tôi và đất nước, huấn luyện viên Park Hang-seo mở đầu cuộc trò chuyện. Huấn luyện viên Park Hang-seo khi ấy là một trong hai trợ lý cho huấn luyện viên trưởng Woods Hiddink. Người hâm mộ Hàn Quốc rất kỳ vọng vào huấn luyện viên người Hà Lan sẽ giúp đội bóng này vượt qua vòng bảng sau rất nhiều năm chờ đợi, điều họ chưa làm được trong 5 lần dự World Cup trước đó. Huấn luyện viên Park Hang-seo tiết lộ một thông tin thú vị là ban huấn luyện cũng như cầu thủ Hàn Quốc khi đó có nhiều hoài nghi về ông Hiddink. Khi Woods Hiddink được bổ nhiệm là huấn luyện viên trưởng, anh ấy đã giải thích trong cuộc họp báo rằng đội tuyển quốc gia Hàn Quốc sẽ gây chấn động thế giới, nhưng không ai hiểu rõ anh ấy sẽ làm gì vào thời điểm đó. Trước đây, chúng tôi chưa từng vượt qua vòng bảng nên ban huấn luyện và các cầu thủ không quá tin vào điều này và chưa hiểu ý của ông ấy. Sau khi xuất sắc vượt qua vòng bảng với ngôi nhất bảng D, đội tuyển Hàn Quốc khi ấy tiếp tục tạo nên một chiến tích lịch sử khi đánh bại đội tuyển Italy ở vòng 1/8 sau 120 phút đầy căng thẳng. Huấn luyện viên Park Hang-seo tiết lộ, Woods Hiddink đã làm công tác tư tưởng rất tốt cho các cầu thủ và giúp họ không e sợ khi đối đầu với đội bóng hàng đầu thế giới như Italy. Chúng tôi biết, Ý là một đội bóng đẳng cấp thế giới và thể chất cũng như kỹ thuật của họ vượt trội so với các cầu thủ của chúng tôi. Trong quá trình xây dựng trận đấu, ban huấn luyện tập trung vào khía cạnh tinh thần thay vì chỉ đạo kỹ thuật cho các cầu thủ. Họ đã làm việc với từng cầu thủ để tăng cường sự tự tin cho họ. Thời điểm hiện tại,
huấn luyện viên Park Hang-seo đang dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. 5 năm qua, chiến lược gia người Hàn Quốc đã đem lại vô vàn thành tích đáng nể cho bóng đá Việt Nam và một trong những bí kíp giúp ông thành công là cải thiện tâm lý thi đấu cho các cầu thủ. Điều này ông đã học hỏi rất nhiều từ huấn luyện viên Gus Hiddink. Có rất nhiều điều khác nhau mà tôi học được từ Gus, có thể kể đến một vài điều, sự hiểu biết của ông ấy về nền văn hóa mà ông ấy đang làm việc. Ông ấy tôn trọng Hàn Quốc, đất nước và nền văn hóa của chúng tôi. Tôi thấy ông ấy làm việc không mệt mỏi, cố gắng tìm hiểu văn hóa bóng đá để có thể truyền đạt và triển khai kiến thức chiến thuật của mình cho các cầu thủ và huấn luyện viên. Thứ hai, tôi đã cố gắng học và hiểu cách tiếp cận từng trận đấu của ông ấy. Để một ngày nào đó, tôi có thể sử dụng điều này áp dụng cho đội bóng mà mình dẫn dắt, huấn luyện viên Park Hang-seo kết lại. Mới đây, VFF và huấn luyện viên Park Hang-seo thống nhất không ký hợp đồng mới sau khi hợp đồng hiện tại hết hạn vào ngày 31 tháng 1 năm 2023. AFF Cup 2022 sẽ là giải đấu cuối cùng ông dẫn dắt đội tuyển Việt Nam và mục tiêu của toàn đội là hướng tới ngôi vô địch. Theo kết quả chia bảng, Việt Nam nằm ở bảng B cùng các đối thủ đội tuyển Malaysia, đội tuyển Singapore, đội tuyển Myanmar và đội tuyển Lào. Quang Hải chính thức xác nhận không về dự AFF Cup. Đây là kịch bản đã được dự báo từ trước bởi AFF Cup vốn không thuộc hệ thống thi đấu do FIFA bảo trợ. Bên cạnh đó, Quang Hải chưa đóng vai trò trụ của đội bóng nhưng vẫn là quân bài được huấn luyện viên Didier Tholot thường xuyên sử dụng. Đây rõ ràng là thông tin kém vui về huấn luyện viên Park Hang-seo và đội tuyển Việt Nam. Dưới thời thầy Park, Hải Quân luôn có vị trí đá chính, là trụ cột của đoàn quân áo đỏ. Lối chơi sáng tạo, khả năng xúc phạt của cầu thủ Hà Nội từng nhiều lần giúp Việt Nam giải bài toán khó do hàng thủ đối phương tạo ra. Nhưng nếu nhìn theo chiều hướng tích cực, việc thiếu vắng Quang Hải chưa hẳn khiến tuyển Việt Nam suy yếu. Thứ nhất, ông Park vẫn còn trong tay nhiều quân bài chất lượng sẵn sàng chám vào vị trí cầu thủ sinh năm 1997 để lại như Văn Quyết, Văn Đức, Hoàng Đức hay thậm chí là cầu thủ trẻ Khuất Văn Khang. Thứ hai, các đối thủ vốn quen với lối chơi của đội tuyển Việt Nam được vận hành xung quanh Quang Hải. Giờ đây, huấn luyện viên Park buộc phải điều chỉnh cách chơi sao cho phù hợp với nhân sự đang có trong tay và dĩ nhiên điều này khiến đối thủ phần nào khó nắm bắt, tìm ra phương án hóa giải. Thực tế cho thấy, tuyển Việt Nam không Quang Hải vẫn vận hành tương đối chân chu trận dốc hữu lượt đi với Afghanistan hồi tháng 9. Thế nên, người hâm mộ hoàn toàn có thể yên tâm cho hành trình tại AFF Cup 2022. Bản thân huấn luyện viên Park Hang-seo cũng không phải mẫu nhà cầm quân gắn chặt tư duy vào một, hai cầu thủ. Ông luôn sẵn sàng phương án để xoay sở và thường đem lại hiệu quả cao. Ví dụ như việc ông kéo Hoàng Đức từ cánh phải vào chơi ở trung tuyến khi Hùng Dũng chấn thương để rồi cầu thủ Việt theo giờ trở thành một trong những tiền vệ trung tâm hay nhất bóng đá Việt Nam. Biết đâu được, ở giải đấu sắp tới, ông Park sẽ tiếp tục tạo ra bất ngờ thú vị với người hâm mộ và chính đối thủ.